ngày thành lập 20 tháng 8 năm 1891. Hà Giang, Hà Nội 320 cây, Hà Giang Đồng Văn 155 cây. Đây là chữ Việt Nam, còn bên đây là chữ của người chữ Hoa cả nhà. Đó. Thì tất cả những thông tin của các mặt là đều giống nhau hết. Thì cái điểm này là cái điểm mà gọi là điểm check-in đầu tiên mà khi chúng ta đi du lịch Hà Giang, không thể nào mà chúng ta có thể bỏ qua được cái điểm này. Có lẽ là nhà du lịch sẽ tranh thủ di chuyển đi, chứ tại vì tí nữa sợ mưa rồi sương mù. Mọi người biết rồi, ở Hà Giang mà một khi mà mưa mà gọi là mưa phùn á, chuyện sương mù nó rất là dày đặc, mình di chuyển bằng xe máy nữa cho nên là cũng khó mà đi được, cho nên là bây giờ phải tranh thủ. Đây hành lý nè, đó hành lý của hai anh em, đây lên đường. Hà Giang, mảnh đất của những cao nguyên đá hùng vĩ trong sương mờ vào mỗi buổi sáng, với đặc sản là những con đường quanh co uốn lượn bên lưng chừng núi. Để đến được cổng trời Quản Bạ, chúng ta bắt đầu di chuyển dọc theo những con đường tuyệt đẹp, một bên là núi, một bên là vực sâu thăm thẳm. Một địa điểm check-in như chốn bồng lai tiên cảnh mà không thể nào chúng ta có thể bỏ qua khi đến Hà Giang. Với độ cao trên 1.000m so với mực nước biển, cổng trời Quản Bạ quanh năm luôn có khí hậu 16-17 độ C, tạo nên một khung cảnh mờ ảo trong những ngày mưa phùn Hà Giang, làm say đắm biết bao du khách. Hãy cùng theo chân nhật ký du lịch ngắm nhìn tuyến đường tuyệt đẹp trong sương mờ Hà Giang trước khi lên đến cổng trời Quản Bạ. Chúng ta sẽ đi qua dốc Bắc Sâm và chợ phiên Quyết Tiến của người vùng cao, một khung cảnh hợp chợ náo nhiệt mang đậm bản sắc người đồng bào nơi này. Rồi thì trước mắt mọi người đang thấy đây là chính là cái cổng trời Quản Bạ. Ờ, bên đây là có một cái quán cà phê, thì khách thường trên cái đoạn đường mà để đi du lịch đó, thì mọi người hay ghé lại đây để mà chụp hình nè. Hiện tại thì sương mù rất là nhiều luôn cả nhà, rất là nhiều sương mù luôn, cho nên là cái cảnh ở phía dưới nó sẽ không có được đẹp lắm, để đi vào bên trong nhé. Đây. Đó, rất là nhiều bạn trẻ đến đây để mà check in. Thì nếu như mà không có sương mù thì mình sẽ nhìn được những cái đường phía dưới này rất là đẹp. Thì mỗi một cái thời tiết nó có những cái nét đẹp riêng cả nhà. Trời nắng thì nó sẽ có những cái nét đẹp của trời nắng, mà mưa thì vẫn có những cái nét đẹp của trời mưa. Ôi, sương mù khá là dày đặc. Đây, chúng ta sẽ đi qua đây. Hôm nay là cuối tuần cho nên là rất là nhiều khách du lịch đi trên cái đoạn đường này. Đó. À dạ rồi anh. Đây, ngay cái góc này là gọi là cái view tương đối đẹp. Bên trong còn có một cái một quán cà phê nữa. Giờ chúng ta vào trong thôi. Đây, tại vì hiện tại là có bạn của em Nam đang cầm máy giúp nhật ký du lịch. Thì bây giờ nhật ký du lịch sẽ cầm máy để Nam vào, Nam giao lưu bên trong. Rồi, ok. Rồi, giờ chúng ta sẽ đi vào. Thì Nam là người đưa mình đi trong cái chuyến hôm nay cả nhà. Chào tất cả mọi người nhé. Đây. Chào chị nhé, chị ơi. Các chị đâu ạ? Xong chưa? Chào tất cả mọi người, đây là những vị khách của mình ngày hôm nay. Có ba chị. Chị Trang ạ. Chị là người quê ở đâu ạ? Vũng Tàu. À, bạn này là người ở Vũng Tàu. Vâng. Thì chị Linh, ba chị là cũng ở Vũng Tàu. Hello. À, ba bạn là ở Vũng Tàu hết. Dạ vâng. Đó thì đây là những bạn khách của Nam luôn á cả nhà. Thì rất là vui trên cái chuyến hành trình mà đi ghi hình của nhật ký du lịch á. Thì thêm bạn thêm vui cả nhà. Đây, cái khung cảnh đây. Nhìn rất là mây mù, sương mù dày đặc luôn. Có thể là sẽ không thấy được cái gì ở phía dưới hết. Nhưng mà cái thời tiết sương mù nó sẽ có những cái hay của sương mù. Mình đứng đây cảm giác rất là chill. Và hiện tại thì ghi hình vào cái trời mưa nó rất là vất vả luôn cả nhà. Cứ tháo thiết bị vào rất là vất vả, sợ nó ướt mít này kia. Cho nên có những đoạn nhật ký du lịch đó sử dụng bằng cái giọng thật của ghi âm trên điện thoại luôn cả nhà. Tại vì gắn thiết bị rồi tháo ra vô đó, nó rùm rà lắm, mà mưa gió đó nó ảnh hưởng.
cho nên là rất là khó để mà ghi hình vào thời tiết trời mưa, nhưng mà cũng sẽ cố gắng để ghi hình chi tiết gửi đến cho cô chú anh chị các bạn chúng ta xem để biết được cái khung cảnh của Hà Giang. Tại vì Hà Giang á là mỗi một mùa nó sẽ có một cái nét đẹp riêng ở nhà, và từ tháng Giêng, tháng 2, tháng 3, tháng 4 cho đến cuối năm luôn, mỗi một mùa đều có một cái nét đẹp riêng. Thì đợt trước là Nhật ký du lịch đi vào cái mùa hoa gạo, đợt này quyết định là đi ghi hình vào cái mùa hoa tam giác mạch để gửi đến cho cả nhà, và sắp tới mùa xuân nữa thì sẽ ghi hình hoa đào, hoa mận đó. Đây cảnh rất là đẹp, nhưng mà nhìn xuống thì không thấy gì đâu nha cả nhà. Bây giờ anh em mình sẽ di chuyển lên chỗ cổng trời nhé. Bây giờ sẽ đưa cả nhà bay nhá. Giờ chúng ta sẽ di chuyển lên trên cổng trời. Đây trên đây nó có một cái điểm mà để cho chúng ta check in nữa, cổng trời Quảng Bạ. Đó, cả nhà thấy sương mù không? Trời hiện tại đang se se lạnh, rất là nhiều khách thì khi mà đi trên cái tuyến đường này á thì đa phần mọi người sẽ ké lại đây để mà check in, chụp ảnh ghi hình này kia. Đó, bên kia mọi người thấy rất là nhiều khách du lịch đang check in cái cổng trời Quảng Bạ. Sương mù dày đặc luôn cả nhà ơi. Đây. Đây là cái tuyến đường mà để chúng ta đi lên trên cổng trời. Mà trên đó nó có gì chơi không Nam? Trên đấy thì có quán cà phê anh ạ. Có quán cà phê ở trên nữa hả? Dạ vâng. Đó đây, bây giờ chúng ta sẽ đi lên phía trên. Lên trên để cho mọi người xem là ở trên cái cổng trời Quảng Bạ này nó có gì ở trên. Đó. Đây. Đó, mọi người thấy không? Thường là khách sẽ đến đây để mà chụp hình với cái biển nè, cổng trời Quảng Bạ. Đó. Giờ chúng ta sẽ tiến lên phía trên đây nhé. Ôi cao thế Nam. Dạ. Cao thế. Là mình đi quần lên hết trên đó luôn hả? Dạ vâng anh. Ôi giời. Nếu mà thôi thì anh em mình xuống sau uống cà phê ở dưới. Thôi xuống cà phê dưới, tại vì cái view cà phê thì nói chung là góc nào thì nó cũng như nhau hết, nhưng mà ở dưới thì chắc chắn là sẽ đẹp hơn rồi. Ở trên bây giờ nhìn xuống là trắng xóa, chả thấy gì. Rồi cho chú qua nhé. Đó, rất là nhiều khách du lịch, cứ mỗi lúc một đông này cả nhà. Thì nãy là đang mưa, bây giờ trời đã tạnh rồi cho nên mọi người tranh thủ di chuyển á. Đến đây thì mỗi lúc một đông. Đó. Cổng trời Quảng Bạ đó. Đây. Bên đây còn có một cái quán ăn như thế này nè. Bé là người, mình là người đồng bào gì? Người Mông à. À, trên đây là khu vực, trên đây là thuộc người Mông ở nhiều à, bé hả? Ở đây người Mông có nhiều, nhưng mà ở trên thể nói. À. Còn dưới đây là người Mông không hay là còn có người đồng bào khác sinh sống chung với lại người Mông nữa? Có người dân tộc Kinh, dân tộc Tày, có nhiều. Rồi, cảm ơn em nhé. Vâng. Đây, bây giờ mình sẽ qua bên quán cà phê nha cả nhà. Tiếp tục di chuyển qua lại quán cà phê. Mọi người thấy cảnh ở Hà Giang như thế nào? Đây là cổng trời Quảng Bạ. Thì để lại comment ở phía dưới cho Nhật ký du lịch biết. Nãy đi trên đường di chuyển khó khăn lắm, mặc áo mưa. Bây giờ tháo ra để dễ ghi hình, tiện ghi hình cho cả nhà mình xem. À, phở Tráng Kiềm đúng không? Đây cả nhà có duyên, nói chung mà cái Hà Giang ngó gì chứ, nhỏ xíu cả nhà, đi xíu gặp nhau rồi. Từ trong Sài Gòn tới đây ạ? Mình ở miền Trung, mình ở Nha Trang. Nha Trang, ra đi tham quan ạ. Đúng rồi, đúng rồi. Đây bên đây mình thấy có một chị bán gọi là đặc sản hồng. Ôi chào chị. Dạ cái hồng này là hồng không hạt hả chị? Ôi hồng này là mình trồng luôn hay sao? Mình trồng. Dạ chị là người Mông luôn anh ở chị? Người Tày. Là cái khu vực này là vừa có người Mông sinh sống vừa có người Tày sinh sống hả chị? Dạ cái này là nhà mình trồng hay sao chị? Của nhà mình đấy. Dạ.
Nếu mà mình bán cho khách du lịch như vậy thì mình bán như thế nào? Bán như thế thôi. À, bao nhiêu một ký á, có nghĩa là mình bán bao nhiêu một ký á chị? Cái này 70 nghìn một ký. Ừ, một bọc như gì là mấy ký? Là 2 ký. À dạ. Sáng giờ bán được nhiều chưa? Bán bình thường thôi. À dạ. Cái hộp mà chị gọt sẵn ra rồi á là bao nhiêu một hộp? 40 nghìn. À. Không không hạt hả chị hả? Vâng, không có hạt. Dạ. Không đặc sản của con bãi. À rồi chị lấy cho em một hộp đi, hộp nào mà mới vừa gọt á. Vâng. Dạ, cho em một hộp đi. À dạ. Đây là 40.000 hả chị ha? 40.000 một hộp. Đó, bây giờ sẽ ăn cái hồng không hạt, tại vì ở trên Đà Lạt cũng có hồng cả nhà, nhưng mà ra ngoài Hà Giang này vẫn có hồng. Đó, đây là cái hộp hồng không hạt để mình gửi tiền cho chị. Gửi tiền cho chị rồi đó. Em qua bên Đồng Văn em gửi tiền chị. Nam có thể quay sát hồng cho mọi người xem nè. Quay sát cái hồng. À dạ. Đó, đây chính là hồng không hạt. Này là hồng không hạt ở Hà Giang nhưng cả nhà, chứ không phải là hồng không hạt ở Đà Lạt. Đây nè. Đó, bây giờ mình vào trong. Sẵn có mấy bạn ở trong là khách của Nam nữa. Thì mình sẽ vào mời mấy bạn ăn hồng. Tại vì đi trên đường gặp thì nói chung thêm bạn thêm vui cả nha. Đây, quán cà phê. Hello, lại gặp nhau rồi. Đây, ăn hồng nhé. Hồng không hạt. Ăn đi em. Đây, ôi ôi, đang chụp hình. Đây, mời mọi người. Hồng cái trái hồng á. Hồng ở đâu đó? Hồng ở Hà Giang. Hồng ở đó người ta để thêm một cái cành để mà cắm bình luôn á. Ồ, hay vậy. Để treo những cái cành, hôm bữa Hà Nội vừa mới gửi vào cho công ty em á. À. Để nguyên cành luôn, cắm được. Ở trên Đà Lạt cũng có, trên Đà Lạt cũng có hồng nhưng mà hồng này rất là chát, bị ngâm. Rất đùi. Rất khăn. Ừ. Bị ngâm nó hết chát. Ừ. Ăn ngọt đấy. Ăn đi em, ăn thử đi. Ngọt không cả nhà? Đó, bây giờ thì mọi người bắt đầu di chuyển đến cái điểm tiếp theo rồi. Bây giờ mình cũng di chuyển luôn cả nhà. Đi, ra đây. Đó, giờ là bắt đầu vắng dần rồi. Bạn trẻ đang check in với lại sương mù. Đó, thì cái góc bên đó là check in rất là đẹp luôn cả nhà. Rồi lên đường. Chúng ta sẽ tiếp tục lên đường để đến cái điểm tiếp theo gọi là cây cô đơn đó cả nhà. Đó, thì khi di chuyển trời mưa rất là bất tiện cả nhà thấy không? Mình ghi hình đó, rồi phải tháo thiết bị rồi này kia ra rồi để mặc áo mưa vào. Đó, đây này. Đây. Rách cái áo mưa, rách ngay cái quần luôn cả nhà. Ôi ôi. Bây giờ sao đây? Bây giờ mặc vui chứ sao? Rồi tiếp tục di chuyển nha, cả nhà đón xem cái hành trình tiếp theo. Mình sẽ đến cái điểm kế tiếp, đó chính là cây cô đơn. Thì hy vọng là đi đến đó thì sẽ trời sẽ không sẽ bớt mưa dần cả nhà, và sương mù cũng sẽ bớt dần. Thì lúc đó sẽ ghi hình đẹp hơn để gửi cho cả nhà mình xem. Chứ còn nếu mà sương mù dày đặc nữa thì mọi người chỉ thấy sương mù thôi, không thấy gì hết. Cho nên là hy vọng là thời tiết sẽ đẹp trên những cái đoạn đường sắp tới, thời tiết sẽ đẹp để ghi được những cái hình ảnh nó nét nhất, rõ ràng nhất để gửi cho cả nhà mình xem. Đó, ở đây thở ra khói luôn cả nhà. Thở ra khói là có thật nha cả nhà. Đó, không cần phải hút thuốc mới thở ra khói đâu, thở ra khói ở đây là có thật. Rất là lạnh. Mà nếu mà mưa nữa thì còn lạnh nữa cả nhà. Thôi giờ chúng ta lên đường. Tiếp tục di chuyển. Rồi, chúng ta tiếp tục di chuyển. Di chuyển đến cái điểm tiếp theo là cây nghiến cô đơn.
hy vọng là tới đó là trời sẽ trời quen mây tạnh, sẽ không mưa, để cho nó đẹp cái hình ảnh trên video để mình gửi đến cho cả nhà những cái hình ảnh nó đẹp nhất, sinh động nhất. Đó, như cả nhà thấy á, sương mù nè. Trời ơi, dày đặc luôn. Trước mắt mọi người đang thấy đây là trên cái cung đường di chuyển tới cái vị trí cây cô đơn. Thì mọi người thấy đây là chính là núi đôi Quảng Bạ, mọi người. Núi đôi Quảng Bạ hay còn gọi là núi đôi Cô Tiên á cả nhà. Đó thì theo như cái truyền thuyết là ngày xưa có một cái anh người người đồng bào Hơ Mông. Em đứng sát vào gần sẽ là nguy hiểm á. Ngày xưa là có một cái anh người đồng bào Mông á cả nhà, thổi sáo á, kêu là gọi là cái kèn môi á, thổi sáo rất là hay. Thì cái tiếng sáo á, tiếng kèn của cái anh người Mông á mới lay động ở trên trời, có nghĩa là vang vọng lên trên luôn. Thì đó, quen vọng lên trên thì cái một nàng tiên mới nghe được cái tiếng của anh á, thì cái tiếng sáo, tiếng khèn bằng thổi bằng môi của anh á, thì rất là cảm động với cái tiếng sáo đấy, cho nên là tiếng khèn ấy, cho nên là mới quyết định là xuống dưới Trần Giang và sinh sống với lại anh người Mông này. Thì sau khi ở với nhau được một thời gian á, là đã cũng có con với nhau, thì nhà trời mới nghe được cái thông tin như vậy thì mới bắt cái nàng tiên này về. Nhưng mà vì thương con thương chồng á, cho nên là nàng tiên mới cô tiên này á, mới để lại một cái gọi là một cái cặp bầu sữa để cho con mình ở dưới Trần Giang. Thì cái cặp bầu sữa đó sau càng về sau này bắt đầu lớn dần và hình thành lên một cặp núi nằm kế bên nhau, gọi là núi đôi. Đó thì theo như truyền thuyết là như vậy thôi cả nhà. Đó truyền thuyết là về cái núi đôi cô tiên á, nó là như vậy. Ôi trời, sương mù, xe ở trên di chuyển xuống rất là nhiều luôn. Thì cái đoạn đường này nó ngay có cái khu hẹp nữa, cho nên là cũng tranh thủ ghi hình cho cả nhà một xíu về cái sự tích và cái truyền thuyết của cái núi đôi Cô Tiên. Thì đó, Caramel có thể tiến sát lại cho mọi người xem nè. Đó, xem cái núi đôi đó, mọi người nghĩ hình dung được là cái núi đôi này nó giống như là cái gì vậy mọi người? Đó, và mình thích cái cách suy nghĩ của mọi người nha. Mình cũng suy nghĩ như vậy luôn. Nói chung là tạo ra một cái cảnh rất là đẹp. Thì nhìn từ phía trên này mình có thể mình nhìn xuống được cái buôn làng ở phía dưới, những cái bản làng ở phía dưới. Nhưng mà đây là nhà xây hết rồi cả nhà, nhà xây hết rồi. Phía dưới là một cái thung lũng. Và nếu như mình đi vào cái thời điểm mà ruộng bậc thang mà đang mùa lúa chín á, ở phía dưới á, thì sẽ rất là đẹp luôn. Hiện tại là sương mù cho nên là dày đặc luôn. Và cái thời tiết nó gió rồi này kia nữa, cho nên là rất khó để mà ghi hình cho cả nhà. Nhưng mà cũng cố gắng hết sức để ghi hình cái điểm gọi là điểm check in trên cái tuyến đường mà mình đi đến cái vị trí tiếp theo, gọi là cái cây thông cô đơn và di chuyển về Đồng Văn. Thì bây giờ là sẽ đồng hành cùng Nhật Ký Du Lịch, chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển nữa. Hiện tại đang mặc đồ mưa cả nhà. Đó, mưa, cho nên là hiện tại đang mặc đồ mưa rất là lạnh, vừa mưa vừa lạnh, gió rồi thiết bị này kia, sợ nó trục trặc cái thiết bị á, nên tranh thủ nha cả nhà. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục lên đường nè. Trước mắt mọi người đang thấy đây, cả nhà mình đang thấy đây chính là cái cây gọi là cây nghiến cô đơn cả nhà. Thì lúc xưa á, là tại vị trí này có hai cái cây nghiến, nhưng mà bị mục, bị sạt lở hay là lý do vì đó thì Nhật Ký Du Lịch cũng không biết được, mà bị mất đi một cây. Thì bây giờ hiện tại tại vị trí này đang còn có một cái cây thôi, cho nên người ta mới gọi là cây cô đơn cả nhà. Đây là cây nghiến cô đơn nha, chứ không phải là cây thông cô đơn như mọi người vẫn hay quen miệng gọi là cây thông cô đơn. Không phải, đây chính là cây nghiến. Và cái vị trí này là, nếu mà mọi người có xem được cái MV của ca sĩ ca nhạc sĩ Quách Bem sáng tác cái bài Hà Giang ơi á, thì cũng đóng MV tại vị trí này luôn. Thì trước đó cái thời gian trước Nhật Ký Du Lịch đi á, thì chưa có những cái hàng quán ở đây cả nhà. Mà sau này thì bắt đầu họ mới mở những cái hàng quán đây để cho khách du lịch. Thì hiện tại bây giờ có lẽ là đang mùa du lịch cho nên là rất là đông khách du lịch đang check in tại cái cây nghiến cô đơn này. Và những cái quầy hàng thì cũng mới mọc lên sau này.